Hôm nay bạn bao có cái gì vậy? Đổ ra coi. Là cái gì? Wow, là một bịch đậu phộng nha. Mấy cái này là mấy cái mì ly nè. Dựng lên coi được mấy ly. 1, 2, 3, 4. Vô. Vô. Đây á, 9 ly luôn, quá dữ. 9 ly mì luôn. Đổ vô tay mấy hộp đi. 4-5 hộp gì đó, đừng nhiều quá nha, ăn không hết nha. Rồi được rồi, được rồi. Ok luôn. Nè, ăn thử một hộp trước đi. Mềm hay cứng? Đẹp. Cứng hả? Ăn một lần 2 4 6 7 hộp luôn. Bây giờ bé Bo chọn ra một cái gì đó để đối phó với con khủng long đi. Đó là bằng bị da không có đánh được đâu. Phải tìm cây cung hay là cái súng gì đó mới bắn con khủng long được. Bé Bo chọn đi. Bé Bo chọn cái súng nào. Nhiều cái súng lắm nè. Bạn cún này, ở chỗ này trốn đi, đừng có đi ra ngoài. Con khủng long nó bự như vậy mà còn dám sủa nữa. Nó phập một cái là banh luôn. Lẫn trốn đây đợi siêu nhân giúp đỡ nha. Là một con dế ở đâu mà nó chạy lạc vô trong nhà này vậy? Nè, bạn Bo nhớ bắt nó không? Quá, nhảy lên tay luôn rồi. Bạn Bo sợ con dế lắm các bạn ơi. Thôi cho nó đi đi, rồi mình đi vô nè. Mình đi vô, mình khui hàng nè. Có hai cây súng nè, bạn Bo chọn cây nào? Bạn Bo chọn cây nào? Cây này phải không? Wow, cây này viên đạn của nó bự chà bá lửa luôn nè. Đây là cái súng bắp chuối. Đây, mở ra cho bạn Bo nha. Cái súng này là bạn Bo có rồi, cái súng này là súng chưa, bạn Bo chưa có nè. Đó. Mình sẽ chọn cây súng bắp chuối các bạn ơi. Bạn Bo bắn nha. Bạn Bo bắn cho nó dính vô đây coi bạn Bo. Chạy ơi, con Bo gần quá ta ơi. Đảm bảo quá luôn. Để mình thử quy lực của súng bắp chuối này nha các bạn. Ôi, súng bắp chuối này bắn sao đây? À, cái này là cái đầu ngắm nè. Cái đầu ngắm mình gắn lên trên để mình nhắm nha các bạn. Cái đầu ngắm này sẽ gắn lên trên chỗ nào đây? À đây, vô khớp rồi nè các bạn ơi nè. Đó, bắt đầu mình sẽ ngắm vô trong đây nha. Rồi, cái đầu bắp chuối này nè. Gậy đây. Wow, quy lực chưa? Hãy thử sức mạnh này các bạn ơi. Súng này bắn là phải giác lên vậy nè. Wow. Rồi, một bọc lúc chuối nữa nè, bạn bay gắn vô đi. Đè mạnh vô nữa, mạnh vô nữa, đè mạnh vô. Cầm đây nè, cái tay này cầm dưới đây nè. Rồi tay này đè vô nữa. Nó vậy mới được đó. Rồi bạn thử quy lực đi. Còn một cây chuối nữa. Còn cái nữa, bạn Bo thử quy lực thêm cái nữa coi. Bạn Bo bắn vô đây nè. Bạn Bo bắn giờ bạn Bo bắn vô trong cái, bắn vô trong cái đó đi. Chưa gài vô nó, gài gì nè mới được nè. Rồi, thôi giờ bạn Bo bắn vô trúng vô cái bông này không? Bắn trúng này nè nha. Chúng chỉ nha, cao nó xíu chứ. Bắn đi. Chiến thắng bắn chúng cái bông này sẽ cho bạn Bo đi ra ngoài bắn khủng long. Quá đỉnh luôn. Bạn Bo giờ là đi bắn khủng long được rồi đó nghe. Bé Bo đi lẳng đi. Để lẳng chuẩn bị bắn đi. Ừ. Bé Bo kìa. Sẵn sàng chưa bé Bo? Rồi ok. Nhắm siêu nhân nha. Ok, tiếp tục. Rồi tới siêu nhân đỏ. Di chuyển camera.
quay gần quay xa. Rồi. Ừ, lên là sẵn sàng rồi đó. Yeah. Quá đỉnh luôn mà mọi. Bạn Bo vừa bắn mà vừa ngậm cái bình sữa đây các bạn ơi. Chính là mấy con khủng long này, phải được tiêu diệt được mấy con khủng long này nha. Đó, hai khủng long nó đang ngậm gì đây. Rồi bạn Bo nhắm, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vẫn ngậm bình sữa luôn hả? Chưa nha. Rồi ok. Yeah. Hai con khủng long này đã bị tiêu diệt. Rồi có cái gì đâu, đồ của mấy Bo quá chèn tùm lum luôn rồi, lựa siêu nhân ra đi. Siêu nhân bị lộn vô trong đây hết rồi nè. Nè siêu nhân nè. À, còn cái chân không à. Rồi để vô, để siêu nhân vô đi. Hộp siêu nhân lại à. Còn siêu nhân nữa không? Cái này cái kiếm, tìm siêu nhân á, tìm siêu nhân á. Siêu nhân đâu, siêu nhân đâu, ừ đúng rồi. À, đó có một ba siêu nhân luôn, rồi gom vô đây luôn, gom siêu nhân vô đây. Wow. Siêu nhân này còn cái chân không à. Tìm cái mình của siêu nhân gáp vô đi. Biết cái mình ở đâu không? À? Mình cứ thử cái súng này cái nãy giờ mình chưa thử các bạn ơi. Một viên nữa, đâu rồi? Súng này có 3 viên lại. Súng này bắn bắt thoát bắt trúng luôn chàng. Một viên nữa nha. Để hại không? Lại xíu đi. Chết mồ rồi. Viên này quá không trúng, bây giờ làm lại. Làm lại cái này coi. Ôi không được rồi bạn ơi. À, tức quá. Cái này nhất định phải trúng. Ba viên luôn rồi. Rồi tới thằng Bo phải không? Rồi qua gỡ ra đi, qua bắn thêm cái nữa coi. Gỡ gì kỳ, gỡ gì mà nó dính cho ba cái này luôn rồi. Mấy cái núm này là mấy cái núm dính nè các bạn. Wow, quá đỉnh, quá đỉnh. Tiếp tục đi bạn ơi. Wow, làm cái này coi, quá đỉnh luôn. Wow, number one. Chạy 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 chạy, nhanh lên đi tìm siêu nhân, đừng có quay lại, chạy đi, chạy nhanh lên, đừng có quay lại, nhanh 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 nhanh. Đừng có khóc nữa, có anh Goku đây rồi, anh ta sẽ tìm siêu nhân để đối phó. Đừng có khóc nữa Bo, giúp đỡ đi anh siêu nhân ơi. Anh Người Sắt, anh Superman và anh Điện Quang, chúng ta cùng nhau hợp sức lại giúp đỡ bạn Bo đi. Bạn Bo bị quá giật ngược, bây giờ đang khóc lóc kìa. Bốn siêu nhân chúng ta hợp sức lại thì những con quái vật kia nó không thể chống cự nổi đâu. Anh em ra tay đi. Yeah.